gì nữa mà không đến ngay với shoploblog.vn. Hello mọi người, mình là MZ đây, và trong video này chúng ta sẽ lại tiếp tục về đo. Nhưng mà cái đặc biệt ở đây là nó sẽ khó hơn so với thường lệ. Cơ bản thì để phá đảo được đo thì nó thật sự rất là dễ. Cho nên là hôm nay tôi quyết định là sẽ làm cho game nó khó hơn, và có khi là sẽ xuất hiện một số cái tình huống ngoài ý muốn. Cái đo này là cái đo mà tao phải nói là khiến cho tao phải trầm cảm luôn á. Cái gì? Để ý mấy con Gris nha. Tao nghe tiếng bịt quá trời mà không thấy gì vậy. Mở cửa đi. Lo không? Lo. Bình thường không sao, nó cũng như đo thôi, nhưng mà nó có nhiều chướng ngại hơn. Đó, tao mới bị xong đó. Ê, à hên quá, sao mà đỡ được. Thấy mộ, vô đây, vô đây, vô đây. Đứng, tao vô đây cho. Từ từ bình tĩnh. Hỏi núp tủ. 1 hour later. Ê, có gì không vậy? Tao mẹ lùa qua cái cửa rồi. Ôi, chả thấy gì hết á. Có chìa khóa luôn rồi, núp vào cái phòng có chìa khóa luôn. Ủa, ôi, mà. Ủa, nãy đèn chớp hả? Ừ. Con ice, con ice sau lưng. Ê! Rồi, con hết không sao. Mày ráng mày ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ui da. Bị gì vậy? Vừa bị con xích với bị con hot. Mày chơi là mày phải để ý con Riz. Để con Riz nó sẽ spawn khá là nhiều. Ủa sao cái phòng này nó dài quá ta. Cỏ nó sắp ra nè. Đi. Thôi ôi trời. Tao nói nó dồn ghê lắm. Đau lắm. Dồn đau thiệt luôn. Vì dính con khó mà dính con quýt nữa trời ơi. Tại vì con Riz nó sẽ xuất hiện một cái kiểu giống như là bất đắc dĩ á. Mày đang chạy ở cái phòng con Six á, khả năng trong cái quá trình mày chạy con Riz vẫn có thể tấn công được. Nhưng mà vẫn phải đề cao cảnh giác con Riz. Mặc dù là nó cắn không có đau gì mấy, nhưng mà nếu mà gặp đúng con á thì nó cắn nó mới đau. Thì qua cua không tốt. Qua cửa rồi đó. Vào tay phát sáng rồi mẹ. Phát sáng bình thường mà. Con God Golden Light á. Ủa đèn chớp hả? Thấy mộ. Ê Khang, Khang kiếm tủ cho tao. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Nhanh 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 nhanh. Xích ghê vãi. Sao mày nốc? Ê ra đi, không sao rồi đó, không sao, không sao. Tao còn ở ngoài. Đứng sát vô tao nè, đứng sát vô tao. Chết rồi. Ủa? Ủa sao chết? Không biết, tôi đang bị con xích cắn. Tao bị cái con ngoài đó giết luôn mà trong khi tao không di chuyển. Ảo lắm. Từ từ, con này nó hơi rườm rà xíu. Hết rồi. Khổ quá. Ôi. Trời ơi, con gì nhìn ghê vậy? Ôi. Ôi ơi, con này. Ủa con này là sao ta? Ôi tao sắp chết. Rồi. Ừ, để tao coi, tao coi hình dạng nó coi nó là cái thứ gì thế nhở. Tao nói rồi, cái impossible mod này của đo nó khó dữ lắm. Nó kiểu sao ta? Đo bất khả thi á. Impossible. Gặp mấy cái con đó là cũng khó mà đỡ. Cái con gì mà cái mặt cười á, màu đen á. Cái con đó nó đúng nhanh luôn á. Hồi nãy hơn cái phòng đó nó cho cận cảnh. Bây giờ hay. À. Ủa sao không nghe con xích mà. Người ta không nghe thấy tiếng mà say qua tao gặp nó vậy. Mày phải lia cam liên tục. Lâu lâu mày quay ra đằng sau á. Nhưng mà không nghe tiếng bịp. Mày đang ở trong impossible mode mà.
tao đang thấy mày mở cửa cái tao vòng lại để tao đi, cái gặp nó giật mình luôn. Hí. Ờ hôm đó đèn chớp bình thường, không sao không sao, đèn này chớp bình thường, nấp tủ được rồi. Úi. Gì vậy? Nghe ai thở vậy? Ừ tao cũng mới nghe. 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 Ôi trời. Còn ice, còn ice, từ. Đi quanh đây. Ê. Úi. Bước ngó bằng dính máu vậy. Cái lợi của mình á thì tụi nó sẽ bào ít hơn. Là khó bào ghê như thế này chơi. Chứ không là cái impossible mode này nó ế rồi. Nằm trên bàn nè. Ê. Trời. Đừng làm tao sợ nha. Mày cũng vậy. Mày vô mấy cái phòng mà mày thấy. Mỗi lần vô phòng thứ hai là tiêu tao cứ đập đập mà. Kiểu không đoán được cái gì nó sẽ tới á. Mày để đèn chớp á. Hồi nãy cái con kia xuất hiện là gặp ngay phòng tối luôn á. Mà tại tao nghe tiếng đèn chớp tao mới kêu mày núp á. Một quẹt chi. Ôi tao gặp tới hai con qua đây. Con gì? Qua đây kìa, qua đây, qua đây. Nhánh nhánh. Trời ơi. Ủa? Chiêu này được luôn hả? Được chứ sao không? Tao tận dụng mấy chiêu đó để cận cảnh. Dạ tao mới phát hiện có cái vụ núp sau lưng. Mà gì chủ yếu cận cảnh con. Tao quay vô đây. Bính. Núp đi. Tao thấy cái đèn nó chớp kiểu đó là tao nghi rồi. Không ổn đâu mày ơi. Thao tác nhanh nha. Nghe theo lời của tao. Không kịp. Mày kịp không? Ow. Tôi nhớ nụ cười đó. Cái con đó là con gì thế nhờ? Ừ mà công nhận cái giai đoạn đầu thôi nó làm gắt thiệt. Nhất là cái ấy gì vậy? Giật bên máy rít. Ừ, lại chơi tôi gặp tới hai con rít ngón này, cái qua ngón kia. Mày đang ở trong impossible mà mình thường thường mà chơi game gì mà nó có độ khó insane là maximum rồi. Ê. Đèn chớp. Úi, ôi tao núp đi. Núp đi, núp đi. Hên vãi. Ờ quên nữa. Cái con gì mà cái mặt cười màu đen á. Tao thấy đèn nó chớp rất là lâu. Trong cái khoảng thời gian mà đèn nó chớp lâu vậy á, thì mình set up sẵn đi tiếp cửa tiếp theo luôn. Úi, từ từ. Hồi nãy tao mày quành đầu lại, tao thấy hơi sai. Quành đầu lại nó no hốp vãi. Chưa kịp hú nữa. Nè, 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 nè. Vô hiện trước mặt bên này nè. Đi hẳn tới cửa luôn đi Khang. Đèn chớp hay bất cứ thứ gì nhớ nói tao á. Tại tao đi sao á. Mày đi trước luôn á. Tao đi gạt cần gạt mà tao tưởng là mày phải đi tới cổng luôn rồi chứ. Sao tao sao ha sao đít mà lo gì. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu rồi đó. Chưa chưa chưa, đèn chớp bình thường. Con rớt. Núp đi. Mày thấy tao không vậy? Trời ơi, tao gặp hai con whip luôn chứ. Con ice, có ice, đó là real nha, đừng có nhìn nó. Ok. Ủa? Trời. Tào lao. Đừng làm tao sợ nha mày. Chịu tự. Xíu nữa tới cái khúc mà chạy với con xích á. Để tao nói mày nghe. Ê. Ok. Núp đây. Ê đèn chớp, đèn chớp. Chưa vui đi. Từ từ. Rồi cận cảnh được rồi đó. Mày cận cảnh thì tao không cận, tao cũng sợ. Ôi tao cũng sợ lắm, tao đứng đây rồi. Con này nó nhanh dữ lắm. Đó mày thấy nó nhanh đâu. Ê. Ê con rít. Đâu rồi. Con này đúng nhanh luôn á. Lá rồi. Nó chạy qua trường nào mới xong vậy mày. Tầm gấp đôi con Ambus. Rồi ok biết.
hình có cái này chưa vừa tủ thấy cũng chuối nữa. Cũng hồi nãy con rết nó tới nó mở cửa rồi tao núp ở trong này, tao nhìn cái phòng tiếp theo tao thấy nó chớp á, cho nên tao mới kêu qua vô đây trốn lại nè. Hết rồi đó. Rồi đi vô tư rồi đó. Ghê thì chứ, đèn nó chớp xong cái bể luôn rồi. Không biết còn gì nữa không nha, nãy giờ là tao thấy gặp con này hơi nhiều luôn á. Chưa gặp mấy con mới. Có với cái con gì màu hồng á. Nhìn nó, nhìn nó. Nhìn nó nhìn nó hả? Không biết phải không nữa. Trời ơi. Ủa vô tủ trốn là giải pháp tốt nhất hả mày? Thì tại tự nhiên cái mất máu rồi, hồi vô tủ đi. Không, trời ơi. Bây giờ ít nhất là phải tới được cái đoạn chạy đua với con Six. Trời ơi, tao thấy nãy giờ mấy game rồi đó, chưa tới khúc đó nữa là chết rồi. Anh bớt. Cội chết mẹ. Từ từ. Mày chết không hả? Kịp. Ừ. Như tao gan nhanh quá. Mày phải nghe ám chỉ của tao. Ủa này cửa số mấy hả? Số 3. Cửa số 3. Ghê thiệt chứ. Gì cửa số 3 gặp âm bớt này hả? Đúng không vậy? Đó, cửa số 5. Số 5. Hồi xưa là cửa số 6 là gặp âm bớt rồi. Đến tận bây giờ là cũng tầm mấy tháng rồi đó. Đâu tầm 2 tháng nữa. Mấy tháng là để nói chuyện vậy mà. Dằn mặt đó, cho mày hưởng thụ cái cảm giác gọi là tượng hiếm ở trong đo. Cái gửi mắt gì cái hơi gì chỗ xác đang nói chuyện mày. Con Ice á, ở trong cái Impossible Mode này á, nó có hàng thật với hàng Fake. Điển hình như con này là Fake nè. Thì nó bào máu của mình không được nhiều đó với con Rich nữa. Nhưng mà mày đừng có chủ quan, tại đôi khi là gặp mấy con hàng thật á, nó vui. Nó quất cái nửa cây á. Cái con Ice Fake á, nó thường hay xuất hiện đột ngột lắm. Kiểu mình đang đứng vậy nè, cái tự nhiên nó xuất hiện á. Ờ mày để ý con Rich. Con Rich Fake nó mà xuất hiện á là cái màn hình mình nó lung á. Nãy giờ tao có để ý. Tao thì đang ngó xuống có gì trong cái gặp con nó. Nè chìa khóa nè. Hộp quẹt nè. Ừ giữ hộp quẹt đi. Là hoạt động thường niên. Ở đây không có đồ. Chủ tư. Ủa à đây. Từ từ nha. Tao nghi lắm á. Mày ở trong này rồi để tao mở cửa tiếp theo. Từ từ ở yên nữa. Ồ, không có, đi. Nhảm thì chứ, vô phòng này chơi không? Đâu? Đó, phòng này nè. Vô đi. Đây nè. Thầy chứ, mình mà im lặng á, là vô phòng này chơi nè. Mình mà im lặng á, mình gặp con Riz á, thì nó đỡ giật mình. Còn mà đang nói chuyện mà quay qua quay lại cái con Riz nó xuất hiện á, trời cái đó tao mới giật mình. Tao là gặp trường hợp nãy giờ. Rồi. Rồi. Chết rồi. Vô đây, vô đây. Chết rồi, tao vô đây rồi. Tao trốn ở dưới giường. Mày kiếm cái giường á. Cái giường không rồi, có tiền. Rồi, có cái giường. Ôi rồi. Ôi, nó vẫn bị hiệu ứng con hai. Từ từ. Đi ra. Đi ra xong chui vô lại. Trời có kịp đâu. Sao bị dính cái con quýp. Vừa ra dính con quýp nó cắn cái tao chết luôn. Trời ơi con này nó làm khó làm dễ quá. Khó quá. Vừa qua cái cửa con kia. Trời ơi. Nó vừa hết nữa. Ôi thôi nên kịp. Nó chạy mấy vòng rồi? Vòng thứ 8 hay sao rồi? Cũng hơn cái phòng này nó bự á. Ôi hết rồi. Đồ qua thăm bạn coi. Thăm gì mày ơi. Tự nhiên ra tao bị cái ờ đó rồi con đó đó. Vừa ra bị nó cắn mà bị con đỏ cắn luôn chưa kịp quay đầu vô giường. Cho nên lụm con quẹt tao đi. Mày thao tác phải nhanh hiểu không? Cái đồ mà tao còn giữ trước khi chết á,
làm kỷ niệm đi. Đứng tìm thiệt chứ. Đó. Chạy ra khỏi vùng đó luôn đi, chạy ra khỏi vùng đó. Tụi con Ross đang tới. Con Ross khao to được. Rồi. Ây da. Ủa, kia biến mất luôn rồi. Con này con gì đấy? Ê, con này nó bào máu mày như bắn súng vậy á. Cái con gì mới vậy? Mắt nhìn như tên nhện vậy. Rồi, ta thấy con gì đó mình. Ủa sao tao bị mất máu dữ vậy? Ôi, con gì vậy? Đừng có nhìn, đừng có nhìn. Không, con này là mình phải, mình phải ngồi xuống, mình đi mới được. Ủa, con gì lại? The hell? À, con này là mình ngồi xuống là mình sẽ đi qua được nó. Nhìn ghê quá. Con này là nằm trong cái top được click ra ngoài nè. Mày coi máu mày ơi. Mày coi máu mày. Má nó còn con chấm mà giờ đứng lên cái chết luôn á. Nó bào ghê chứ. Hồi nãy tao vô tao mới thấy kỳ, tao vô tao không thấy có con gì mà máu tao nó tụ. Cái tao mới biết là có cái con kiểu vậy á. Con đó tên gì á. Tao quên rồi. Batman. Ừ, Batman. Chịt giống quá. Tự nhiên bắt một đen bị xuống hành trắng. Dồn ghê quá. Trời ơi, gặp phòng khóa nữa. Thì chứ nãy giờ chưa đi tới chỗ con Six nữa là chết hết hai thằng rồi. Như tôi nghe cái tiếng bên phòng bên kia, cái tiếng chìa khóa phòng bên kia. Nãy giờ tim tao đập thình thịch nè. Thầy chứ chơi cái này chắc lên cơn đau tim luôn quá. Nãy giờ cứ bị giật mình liên tục. Nãy giờ là bị hù li lệ luôn rồi, tiếp rồi đó. Rồi. Ủa, con gì vậy? Cứ vô giường đi, vô giường đi. Cái gì vậy? Ôi, mày thấy gì không vậy? Thấy. Gì mà làn khói mù mịt. Ờ, hình như tao survive được nó ở đây. Đâu phải con này, hồi nãy là con nào á? Ủa, trời biết, ừ, có một con làn khói. Làn khói đen. Tao thấy luôn rồi. Nó có hình dạng không hay là nó chỉ là một cái đống khói? Có, nhưng mà tao nhìn không kỹ. Tao thấy cái gõ với cái khói à. Tại trong cái làn khói đó có cái con gì á. Mặt con gì á, lạ lắm. Nãy tao nghe nó gào lên nữa mà. Nãy mày nghe nó gào lên không? Nghe. Nghe rõ luôn. Trời, chắc kiểu này không phá đảo được quá. Thưởng 28 rồi gán lên. Rồi ta thấy con chớp chớp rớt rớt mà. Rớt không sao. Đó. Ôi trời trời trời. Con gì con gì? Con gì hả? Trời ơi. Đại chục Blink hả? Con Blink. Nó ở đâu Blink em là con gì trời? Không biết nữa. B L I N K luôn á. Kệ nó ở đây nè. À con này. À con này là này. Cái con này là cái gì trời? Vừa mới cửa ra nằm rồi. Phải công nhận là cái impossible mode này nó khó thiệt. Nếu mà anh em muốn xem tiếp cái chế độ bất khả thi này của Đo thì hãy comment phía dưới để mình biết, mình phá đảo luôn cái chế độ này ha. Và mình là Miss, nếu mọi người hay nhớ để lại cho mình like với một đăng ký kênh và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.